Hello, xin chào tất cả mọi người. Rồi, hôm nay mình sẽ vào bếp để làm cái món sườn non ướp nướng cho cả nhà mình ăn tối hôm nay. Đây, miếng sườn mình đã mua về. À, nó díp sẵn trong này rồi, rất là sạch sẽ. Bây giờ đến mình cắt nhỏ ra từng miếng để mình ướp đi. Rồi, sau khi mình chặt cái sườn từng khúc rồi mình để trong này sẵn này. Còn đây là cái hũ gia vị mà mình hay nói, mình nói với cả nhà cái đợt trước đó, là cái trong này là mình đã ướp sẵn hết. Có dầu hào, rồi nó có lobster sauce, rồi nó có oyster sauce, rồi nó có xì dầu, rồi nó có tỏi, nó có với là hành mình phi lên, rồi có đường, muối, bột ngọt. Đó, đầy đủ trong này hết, nhưng điều nó chưa có cái ngũ vị hương. Mình ướp cái thịt này mình phải cho một ít ngũ vị hương này. Rồi mình cho nước sốt vào. Thơm lắm nè, nước sốt này mình làm thơm lắm. Nước sốt này mình chưa có bỏ mật ong, cho nên khi mình ướp sườn thì mình cho một ít mật ong nữa. Rồi giờ mình quậy lên cho đều. Cho nên mình nói là chừng nào mà hết cái này cái nước đó rồi, cái nước ướp này á, thì mình sẽ làm cái video rồi mình giới thiệu rồi mình chia sẻ cho mọi người biết. Tiện lắm nha, rất là tiện. Mình xào rau bún rồi thậm chí là kho cá cũng được luôn. Kho cá thì mình phải pha chế thêm. Thơm lắm, thơm là vì nó có xả với hành mình phi lên đó. Rồi giờ mình đã đổ vào. Cái này ướp cũng không có lâu lắm đâu. Nếu mà ướp thì sau 2 tiếng thì mình nướng nó sẽ ngon rồi, chứ không cần phải để qua đêm đâu. Rồi lúc rồi giờ mình trộn cho nó đều nhé. Mình trộn cho nó đều, khi mình ướp thì mình nướng thì nó đều thấm vào cho nó ăn cho nó thấm. Khi mà mình đổ cái đồ màu này vào, mình trộn như này, đứng mình trộn như này, thơm lắm, rất là thơm. Cái món này mình ăn với salad cũng được, rồi mình còn không nữa thì mình làm một ít french fry khoai tây chiên. Rồi sau khi mình để cho nó đều rồi thì một tiếng sau mình sẽ trộn lại thêm một lần nữa cho nó đều hết, xong bắt đầu để thêm mấy chục phút nữa là nướng là vừa. Sau khi mình ướp xong thì nó như vậy này. Đó, thấy không? Thơm vô cùng. Rồi, khi mà mình ướp xong thịt rồi, giờ mình mới nhớ ra được là mình quên cái món này. Cái này cũng đặc biệt lắm nha. Đây là món mè. Có cái mè vào á, thì nó làm cho cái thịt nó thơm. Ăn nó béo béo béo, có cái mùi mè đó. Mè này là cũng rang qua rồi nha. Rồi giờ mình trộn đặc sắc đi mà. Có cái mè vào nó thơm. Rồi sau khi mình ướp thịt được 2 tiếng, giờ mình bỏ vào mình nướng. Đây, mình trộn đều.
giờ mình lấy ở phía dưới mình bỏ vô trước thì phía dưới nó thấm nhiều hơn. Đây mọi người nhìn thấy rồi, cái màu ra đẹp lắm nha. Giờ mình bỏ vào đây cái lò này, mình nướng bằng cái air fry. Hôm nay mình sẽ nướng bằng cái air fry vì mình cái air fry này nướng thịt ngon đấy. Đã xếp vào trong cái nồi air fry vì của mình chắc có lẽ mình nướng cỡ hơn 2 lần á, chắc 3 lần á. Đây. Rồi giờ mình bật on lên nha. Bỏ 350 độ đi. Mình canh nó là 20 phút. Rồi. Giờ đã coi sau khi mình nướng được 10 phút. Wow, thơm lắm nha, nhìn hấp dẫn không? Mình có xào một ít đậu que để ăn với cơm. Đậu que thì mình phải luộc qua trước cho nó hơi chín chút xíu thì mình mới xào với tỏi. Đây, cái đậu que mà mình luộc sơ qua mà mình xào với tỏi, mình để khô mình xào với tỏi ăn rất ngon nha. Thế còn mà mình mỗi hôm mình cứ để cho nó sống dậy rồi mình xào á thì ăn nó không ngon. Đây, sau khi mình nướng được 20 phút thì cái thịt nó trở nên như vậy đây. Ngon không? Cái air fry thì mình nướng rất nhanh. Nghe mùi thơm bốc lên, quá đói bụng. Rồi sau khi dầu nó nóng rồi thì mình cho tỏi vào. Tại vì ăn cái này cũng kèm theo cái đậu que xào tỏi ấy, thì nó cũng dễ ăn. Đó. Thằng con mình nó cũng thích cái món đậu que xào tỏi lắm. Muối vào, mình có chút muối thôi là xong rồi đó. Vì mình đã luộc qua rồi cho nên là cần đảo sơ qua với dầu với tỏi thôi là ăn ok rồi. Món đậu que xào tỏi rất đơn giản mà ăn rất ngon nha. Rồi có một dĩa đậu que xào tỏi. Rồi, cái này là cái lần mình nướng lần thứ hai nha, tại vì nhiều quá mình phải nướng 2 lần. Giờ cái này là chín này. Mình mới vừa làm xong món sườn nướng. Hôm nay mình đã làm món sườn nướng xong. Tối hôm nay gia đình mình ăn món sườn nướng. Thằng này là thích thịt lắm, thịt nướng với thịt heo quay heo đồ là thích lắm. Ngon lắm. Nhà mình mới cũng trang trí cây Noel xong cho cái Christmas. Thôi mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình nha. Cảm ơn mọi người tiếp tục ủng hộ và theo dõi kênh Hoàng Family TV. Bye tất cả mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe.